Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ bảo quản cái hành này cho nó tươi lâu. Thường thì cái hành này mình đem rửa sạch ha các bạn. Mình để tủ lạnh ngăn mát thì nó sẽ mau héo lắm các bạn. Và bây giờ để thế nào mình được giữ lâu hơn, khoảng 2 tuần cũng được luôn nha các bạn. Thì mình đã làm và hôm nay mình làm một cái mới để mình hướng dẫn các bạn. Mình chia sẻ với các bạn chứ không dám hướng dẫn. Bây giờ mình sẽ xắt cái hành ra nhỏ 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 ha, để cho nó gọn nha các bạn. Xắt sẵn luôn, khi nào mình xài thì mình lấy ra thôi. Xắt nhuyễn vừa ăn, đừng có to quá nha các bạn, giống như mình nêm đồ ăn vậy đó. Rồi, cái hành này sau khi mình sắt xong rồi ha, khi mình nếu mà mình để tủ lạnh ngăn mát á thì nó sẽ rất là mau héo. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị một cái hộp như này. Các bạn không có hộp này thì các bạn có thể dùng cái hộp mũ cũng được nha, cái hộp nhựa mình hay đựng đồ ăn á. Giờ mình bỏ vô đây. Đây ha các bạn, mình sẽ lấy nắp đậy lại thế này, rồi mình để tủ lạnh ngăn đá nha các bạn, mình đem bỏ vô ngăn đá ha.